Hello, xin chào toàn thể nha em. Mình lại vừa về thêm được con rề đèn Lutman CL30 rất là đẹp. Anh em quan sát này. Mặt phay nhôm, bóng bẩy, gần như chưa có một vết xước hay là vết cấn gì. Phải nói con này siêu đẹp đó nha em ạ. Nó đẹp từ cái mặt đến vỏ gỗ luôn. Đây, vỏ gỗ vân nhìn nó tuyệt vời nha. Vỏ gỗ rin và chưa có chảy xước gì cả, buông thành sát cạnh luôn. Còn đây là cái nắp bên trên của cái rề mà mình vừa mới tháo ra, cũng còn rất là đẹp. Con này thì có giá bên mình là 19 triệu. Mình cũng xin báo giá luôn ở trong clip để anh em cân nhắc tài chính cho nó dễ ha. Anh em mình mua bán cái gì rõ ràng. 19 triệu. Giá trị được cái là nó khác với những con trước đây mình nhập về ấy. Là cái bộ này. Đây là mình có cái bộ bóng chính này á, là ECC 83. Có nhiều con nhập về không được cái bóng này mà nó chạy cái bóng 12 AX7. ECC 83 này á, tiếng nó tốt và nó nhỉnh hơn một chút so với lại 12 AX7. Thì mình được cái dàn bóng đó ngon và mức giá 19 triệu, bao đẹp cho anh em ha, bao chạy tốt không lỗi lầm. Nếu có lỗi thì anh em cứ gọi điện cho mình thì mình sẽ hoàn tiền đầy đủ cho anh em. Mình chịu phí ship hết từ A tới Z ha anh em ha. Còn dưới này là cái con âm ly Lutman 1150. À xin lỗi, âm ly Marang 1150 chứ. Nói hồi nhầm. Thì cái con này có giá 15 triệu thì cách đây khoảng nửa tiếng mình cũng đã giới thiệu đầy đủ tới anh em rồi. Quay ruột gan đầy đủ rồi ha. Anh em nào cần con này thì cứ alo cho mình để mình tư vấn cho anh em. Nếu mà anh em cần tư vấn phối ghép audio hoặc là những cái thứ gì đó liên quan đến audio thì nhắm alo hoặc gọi điện Zalo cho mình và số điện thoại của mình để mình tư vấn cho anh em đầy đủ mọi cái gì mà mình có thể tư vấn được, mình hiểu được và mình đã cảm nhận thì mình tư vấn cho anh em, như vậy là nó chắc cú. Còn mình không biết thì mình nói mình không biết ha anh em ha. Rồi chào anh em và chúc anh em nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.